Hôm nay mình sẽ phải set up lại đối với cái đàn bò này, xem nó con nào tiêm như thế nào, cộng thêm đó là cái quy trình dinh dưỡng, chăm sóc nuôi dưỡng ra sao để nó phát triển nó tốt. Toàn bò con như thế này mà không chăm sóc tốt là ăn đòn hết các bạn. Tôi chia sẻ thẳng thật với bác luôn. Đơn giản không bác? Còn có bác nào chưa biết tiêm không? Thôi các bác cho chạy chậm nhé. Bò kém rồi cho chạy nhanh quá. Sốc chết bò rồi bác. Nhớ không? Một con bò này các bác phải truyền đến 1 lít rưỡi đến 2 lít. Còn nếu mà truyền một trái này chẳng có tác dụng với con bò này. Chia sẻ bác đấy. Ok, hết rồi. Hello các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh HLT Channel. Sáng nay mình dậy sớm từ lúc hơn 4 giờ gì đó và di chuyển về đến Bắc Giang. Thì chia sẻ với bác là gần 7 giờ đã đến đây rồi. Đó. Thì mấy anh em hôm nay đang làm vaccine kìa. Hôm nay là cái lịch làm vaccine lồng lỗ móng các bác. Thì mấy anh em cũng làm chắc cũng sắp xong một bên ô bên kia rồi, chắc ở đâu đó rơi tầm khoảng hơn 70 con gì đó, làm sớm mà đấy, bò mới nhập về thôi. Chắc bên kia thì nhập được đâu đó rơi tầm khoảng 15-20 ngày rồi đó, còn bên này thì mới nhập được đâu đó rơi tầm khoảng gần chục ngày này các bác này đó. Nhưng mà thực sự chia sẻ với bác là cái mật độ nó hơi cao, mật độ cao như này thì chia sẻ với bác là chăm bò nó sẽ khó hơn rất là nhiều. Thứ nhất là cái mang ăn, mang uống, mọi thứ thì nó sẽ không đủ. Rồi tiếp theo là nhiều con nó có thể là tranh ăn, tranh uống. Tức là nhiều con nhỏ nó có thể là sợ, nó không ăn được các bạn. Chính vậy là sẽ xảy ra rất rất nhiều cái vấn đề trong cái quá trình chăn nuôi. Đây thì hôm nay mình làm cái vaccine lở mồm long móng. Viêm da lửa cục thì mình làm ưu tiên làm trước rồi. Vì là đối với lại thời điểm này cũng rất là nhạy cảm với viêm da lửa cục. Vì vậy mình làm trước, hôm nay là mình làm lở mồm long móng. Đây bác này, thì đây là cái vaccine lở mồm long móng Atovac của Merian. Cái dòng này nó là có cả tiếp O và tiếp A nha bác. Loại này là tiêm sâu bắp 2ml một con. Mình bỏ vaccine vào đây và cho đá khô vào đây, thì khi nào sử dụng thì mình bỏ ra giã đông rơi tầm khoảng 15 phút bắt đầu là mình mới tiêm các bạn. Đó. Chắc trong ngày hôm nay thì tiêm xong bọn này thôi, tiêm nhanh thôi các bác. Nói chung là đối với trại lớn này các bác cố gắng là phải có cái đường ép bò để tiêm nó nhàn hơn, dễ hơn. Hoặc là một cái ô ép bò gì đó. Chứ còn nếu mà giả sử như là đi bắt từng con như thế này rất là mệt, chọn lựa từng con mệt lắm các bạn. Thật sự luôn. Nhập cái dòng bò trên dưới 2 tạ này về chia sẻ với bác là sẽ cực kỳ vất nha. Chia sẻ với bác là cực kỳ vất, chứ không phải là nhàn đâu các bạn. Mất đâu đó rồi tầm khoảng hơn một tháng là mình chăm, phải chăm như chăm em bé đó. Vì bây giờ nó lạ nước, lạ cái, lạ môi trường, rồi nhiều con đó là nó vừa tách sữa xong. Chính vì vậy là cái lượng ăn uống, cái tỷ lệ ăn uống của nó rất là kém. Nó sẽ làm cho đó là cái sức đề kháng con bò nó sẽ giảm. Và giảm như vậy thì nó gây ra hiện tượng các bệnh kế phát, giả sử như viêm phổi đánh vào. Chỉ chủ yếu là viêm phổi thôi, tiêu chảy cũng rất là ít. Chủ yếu viêm phổi nhiều.
Đây, con này hình như là bị viêm khớp à? Tâm ơi, sao con viêm khớp này không tách ra Tâm ơi? Hả? Con viêm khớp. Hả? Đó, cái tỷ lệ ho rất là nhiều. Nếu các bác chọn lựa con bò nó không chuẩn, không tốt ấy, về chia sẻ bác là gặp rất rất nhiều vấn đề trong cái quá trình chăn nuôi, có thậm chí là hao hụt. Các bác cố gắng là chọn lựa con bò nó tốt hơn. Hôm nay tách hết những con nào yếu kém, tách hết ra cho anh. Không để chung với dàn bò to này đâu, bò bò khỏe ấy đâu. Tỷ lệ ho nhiều lắm. Mình bảo rồi, hôm nọ mình đã bảo làm cái quạt ở đầu chuồng này nhưng mà anh vẫn chưa làm. Để đẩy cái không khí ở trong cái chuồng này ra, anh vẫn chưa làm. Và đối với cái mật độ như thế này thì mình đang khuyến cáo là làm thêm cái máng bên này này, cắt bớt nước đi, không cần nhiều nước. Làm thêm cái máng bên này cho nó ăn nó đều. Mình vẫn khuyến cáo với các bác là cố gắng khi các bác nhập bò mới về và nhập cái đường xa, nhất là cái vùng, những cái vùng mà ở bên trong vùng kia kìa, về thì các bác phải làm kháng sinh rơi tầm 1-2 mũi, sau đó làm những cái dòng thuốc bổ các thứ đó, rồi ghẻ dẫn giun, sanagan, ký sinh trùng nhồi máu đó, nó theo cái lịch định kỳ. Còn nếu mà giả sử như về mà mình không can thiệp là nó sẽ không ổn đâu. Vất vả đâu đó rơi tầm khoảng 10-15 ngày đó các bác, nhưng mà nó sẽ nhàn hơn rất là nhiều và cái tỷ lệ hao hụt nó sẽ hầu như không có. Như vậy là đối với trại mình là hầu như tiêm một loạt luôn các bạn, lấy pen chép hoặc là giả sử như là Septifo, hoặc là giả sử như là mình đối với trại mình vừa rồi là mình sử dụng cái tulathromycin á, thì mình chỉ cần tiêm mũi thôi cộng với thuốc bổ vào thì bò rơi tầm khoảng 3-4 ngày là bò nó ổn định hết rồi, ăn uống mọi thứ nó tốt hết rồi. Nó không như những cái dàn bò này rơi tầm khoảng hơn 1 tuần rồi mà cái tỷ lệ ăn uống nó sẽ vẫn kém các bạn. Đấy, ít ra nó ăn no như những con này sẽ tốt hơn. Ăn no như những con này nó sẽ tốt hơn. Đấy. Các bạn thấy mật độ hơi cao đúng không ạ? Mật độ hơi cao. Và chuồng to như này mà không có chỗ ép bò rất là mệt. Hôm nay mình sẽ phải set ép lại đối với cái đàn bò này, xem nó con nào tiêm như thế nào, cộng thêm đó là cái quy trình dinh dưỡng, chăm sóc nuôi dưỡng ra sao để nó phát triển nó tốt. Toàn bò con như này mà không chăm sóc tốt là ăn đòn hết các bạn. Chia sẻ thẳng thật với bác luôn. Đơn giản không bác? Còn có bác nào chưa biết tiêm không? Đây là tiêm sâu bắp đấy bác. Nó đơn giản mà. Mấy em bò cái này đẹp phết này. Đấy, như cái lịch mình đã chia sẻ rất là nhiều lần rồi. Khi mình nhập bò về thì ngày thứ nhất, ngày thứ hai các bác cố gắng làm cái kháng sinh để chống nhiễm trùng kê phát. Các bác có thể là sử dụng những cái dòng Septifur, Penchep hay là Amoc, Genta các thứ, hoặc là có thể là sử dụng Mapurazin hay là kể cả Flofilicon đều được. Thì các bác có thể tiêm khoảng đôi mũi gì đó, 2-3 mũi gì đó,
tránh nhiễm trùng gây phát. Nhiều con về nó bị tiêu chảy, viêm phổi các thứ, tụ huyết trùng liên tụ cầu đánh vào, rất là nhiều bệnh luôn. Thì đấy là cái vấn đề đầu tiên đối với tiêm kháng sinh, thuốc bổ. Rồi tiếp theo là ngày thứ tư, ngày thứ năm thì các bác cố gắng là làm cho mình đó là cái giun sán ký sinh trùng đục máu, nhất là bò bắt từ xa về, ruồi muỗi nhiều, nó bắt đầu là ký sinh trùng đục máu đánh vào. Các bác cứ bảo ngã nước này đó thứ, chẳng có bệnh ngã nước đâu, do cái vấn đề là sức đề kháng kém của các loại vi khuẩn kế phát đánh vào, ký sinh trùng đục máu đánh vào nó gây ra hiện tượng vậy đó. Thì mình phải làm lại giun sán ký sinh trùng đục máu ha. Rồi tiếp theo là khoảng 7 ngày thì các bác có thể là làm viêm da nổi cục. Rồi ngày thứ 14, ngày thứ 21 thì các bác có thể làm tụ huyết trùng và lở mồm long móng. Thì đấy là những cái lịch thuốc của vaccine, nó cũng khá là đơn giản thôi, không có khó gì đâu các bác. Còn đối với cái đàn này, chia sẻ với bác là mình cũng đã làm ghẻ dần run sán lá gan ký sinh trùng đục máu rồi, vaccine viêm da nổi cục rồi. Hôm nay đó là cái vaccine lở mồm long móng. Khoảng tuần nữa thì mình sẽ làm đó là cái vaccine tụ huyết trùng. Vì lẽ ra nếu bò khỏe, bò tốt ấy, thì mình có thể làm song song giữa cả tụ huyết trùng, cả lở mồm long móng. Nhưng mà đối với bò này vẫn yếu các bạn, chính vậy mình không dám làm hai loại bệnh luôn. Tuần sau thì bò nó ổn rồi thì mình sẽ làm cái vaccine tụ huyết trùng cộng với lại tiện thể đó là bấm mũi rồi bắn cái hormone luôn. Thì nó sẽ xong cái quy trình nhập bò, làm thuốc thang mọi thứ. 20 ngày sau hoặc 1 tháng sau từ khi nhập về là bắt đầu bò nó ổn định trở lại thôi. Các bác cố gắng là trong cái giai đoạn đầu thì sẽ vất vả đó. Và trong thời điểm này các bác phải cho cái con trâu con bò nó ăn nó tốt. Như đối trại này như vậy bác là ăn cỏ hơi già. Cỏ hơi già, cỏ toàn là rơi tầm khoảng chắc phải 100 ngày rồi. Cỏ hơi già, bò nó ăn sẽ kém, nên bác để ý này. Bò nó ăn cứ nhòm nhẹm này, nó không được hiệu quả cho lắm. Loại này nó phải trộn, nếu mà giả sử như có ngô mà các bác mua về trộn thêm là tốt, cực kỳ tốt luôn đúng không? Đó. Qua đây muốn chia sẻ với bác là mình đi rất nhiều rồi và mình nghiệm ra một cái điều là để chăn nuôi bò thành công á, nó phải phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Thứ nhất là các bác phải có tiền, đúng không? Tiền để duy trì đàn bò, tiền để bắt bò, tiền để làm chuồng trại, trả nhân công, mọi thứ. Rất rất nhiều tiền. Thứ hai là các bác phải có nhiều đất để trồng cỏ, trồng ngô, để chuẩn bị thức ăn cho bò, để giảm cái giá thành thức ăn đi. Bởi vì là giá thành thức ăn đâu đó giờ chiếm từ khoảng 30 đến 35% mà. Với tiếp theo là các bác phải chọn lựa con giống nó tốt và giá nó hợp lý thì các bác mới có lời được, đúng không? Mình chia sẻ rất nhiều rồi, con giống nó chiếm đâu đó rồi tầm từ 60 đến 65% cái giá thành để tạo ra một cân bò. Còn đâu những cái chi phí khác thì chỉ rơi tầm khoảng 5% thôi, thuốc, dụng cụ, thú y này nọ các thứ chỉ rơi tầm 5% thôi. Thì đó là tổng những cái mà nó sẽ cấu thành ra một cân bò. Đầu tiên á là các bác phải làm cái chuồng trại nó hợp lý đã. Sau đó các bác nhập bò, cố gắng các bác nhập giá là hợp lý và chọn con bò nó khỏe mạnh. Không về hao hụt 1-2 con là các bác lỗ trồng vó luôn đấy các bác. Rồi tiếp theo là các bác phải có đất trồng cỏ, phải đủ cỏ, đủ ngô, đủ rơm, nhập rơm cái thứ này như này về. Các bác mới nuôi bò, nhập bò. Thế bây giờ nhiều bác mình vào nhiều trại mình thấy là chẳng có cái gì. Chưa có một cái gì các bác đã dám nhập bò rồi. Thật sự mình thấy tài năng đó. Quá giỏi luôn đó. Xong bắt đầu là nuôi, các bác lại lỗ, xong bắt đầu lại bảo là ôi thằng Hoàng nó tư vấn vớ vẩn thế này thế nọ, ôi cái nghề này là không dễ ăn đâu. Đúng thật là không dễ ăn đâu, chẳng có gì dễ ăn cả. Mình nói thật với các bác luôn, nếu mà dễ ăn thì thật sự dễ bác là người ta đã nhao nhao và người ta làm rồi. Cái gì càng dễ ăn thì chia sẻ với bác là lợi nhuận càng thấp và cái rủi ro nó càng cao. Đấy,
Còn con bò này như thế bác, là đến rồi tầm khoảng 20 tạ rưỡi 3 tạ bắt đầu con bò nó chăn nuôi nó nhàn lắm, nghĩa là đủ cỏ đủ thức ăn cho nó là ok rồi, đúng không ạ? Chính vậy là các bác phải suy nghĩ trước khi làm, và các bác phải đi farm tour, đi thăm mô hình, sau đó là về các bác đó là phải suy nghĩ và rút ra những cái bài học để về mình làm chuồng trại của mình. Các bác biết vì sao nó mình rất thích những cái trại chăn nuôi rời tầm 10 20 con không? Bởi vì những cái người đó là người ta chuẩn bị đầy đủ thức ăn, lấy công làm lãi, vừa chăn bò vừa đi chăm cái khác được. Ồ, cái giá thành của họ là tạo ra cân bò nó rất là thấp. Nó không như những cái trại giờ sở trại lớn mà phải mua nhiều, tất cả mọi thứ đều mua, thậm chí là vay lãi mọi thứ để nuôi bò. Thì vì vậy là cái giá thành nó sẽ cao lên rất là nhiều, cái khấu hao chuồng trại rồi con giống mọi thứ. Dĩ nhiên là nuôi nhiều thì cái quản lý chăm sóc con bò nó sẽ kém hơn so với những cái trại nuôi ít rồi, đúng không ạ? Vì vậy các bác phải để ý, cố gắng là làm nó chuẩn. Mình phải có kế hoạch cụ thể rõ ràng trong cái chăn nuôi bò, những cái dự định mà mình làm thì nó mới thành công được. Bây giờ là tự nhiên cứ thấy là người ta làm xong bắt đầu mình đập vào, không có biết, không có kinh nghiệm, rồi không làm nó chuẩn, về hao hụt vài con là bắt đầu là chán nản, bỏ bệnh cái thứ chán nản, đúng không? Cố gắng các bác làm nó chuẩn thế thôi. Vì chia sẻ với bác là nếu các bác làm không chuẩn vậy là ăn đòn hết. Thì ngày hôm nay mình vào đây mình thấy mấy cái nó không được hợp lý. Đầu tiên là cái mật độ quá cao. Mật độ cao thì nó gây ảnh hưởng đến quá trình phát triển của con bò, chăm sóc mọi thứ, ăn uống nó sẽ kém hơn. Tiếp theo là cỏ lại già quá. Cỏ quá già. Cỏ này phải rơi tầm khoảng 3 tháng à, 3-4 tháng à, không phải ít đâu. Bác nhìn thấy không? Đây, có chục đốt chưa? Hơn chục đốt chưa? Đó, già như thế này thì những cái dòng bò con này ăn nó sẽ khó ăn hơn, bởi vì nó cứng, nó khó ăn hơn rất nhiều. Đó, chính vì vậy chia sẻ với bác là nếu mà nó không ăn được là ăn đòn đó. Đấy cái vấn đề. Nó sợ rồi, phải cẩn thận. Tiếp theo là cho ăn cái lượng cỏ, vừa nhân viên mình bảo là cho ăn được rơi tầm khoảng 3,5 cân một con, tính ra trung bình thì một con bò rơi tầm khoảng 2 tạ nó phải ăn 20 cân, và bây giờ một ngày 7 cân cỏ này thì làm sao mà đủ, đúng không? Không đủ đâu các bác, cộng với lại cám thiếu, bã bia thiếu. Vì vậy hôm nay mình phải set up lại toàn bộ cái quy trình dinh dưỡng đối với trại này, nó phải ăn đủ, không được để là thiếu thức ăn. Thiếu thức ăn là sức đề kháng kém, các loại bệnh kê phát đánh vào, nhất là mùa nắng nóng như này ăn đòn ngay đó. Rồi lắp quay mái, rồi chống nóng, có quạt, dùng các loại quạt đẩy để giúp cho không khí trong chuồng nó mát, con bò nó phát triển được, và nhất đối với thời điểm nắng nóng, bắt đầu mùa nắng nóng như này. Rồi tiếp theo là cái mật độ cao như này, không làm chuẩn là chết đâu. Từ sáng giờ anh em đã làm xong rồi đấy, xong cái tổng dàn bò này rồi, hơn 100 con, gần 150 con. Sợ là anh em mình rất là đam mê, bắt bò như thế này vất vả lắm các bác, không phải đơn giản đâu, phải có người có đam mê thì mới làm được đó. Và bây giờ hiện tại mình đang tuyển thêm nhân viên, tuyển thêm mấy nhân viên nữa đó các bác. Nếu bác nào có nhu cầu về công việc làm á, mà có yêu nghề về cái nghề chăn nuôi châu bò này này, thì các bác liên hệ mình nha. Có gì thì mình sẽ phỏng vấn và tuyển thêm nhân viên, mấy nhân viên nữa các bác đó, để đi hỗ trợ các trại, giúp và đỡ kỹ thuật cho các trại. Mấy anh em từ sáng giờ, anh em đi từ 4 giờ và bây giờ chia sẻ bác là ăn uống xong mọi thứ xong là bây giờ đến khoảng 11 giờ bắt đầu là làm xong cái công việc trong trại rồi. Chiều nay thì mình sẽ hướng dẫn cách tiêm truyền mọi thứ, rồi tiếp theo là cái vấn đề là set up lại quy trình dinh dưỡng tổng cái dàn bò này, nếu không là ăn đòn hết.
Thì sau khi nhân viên của mình tiêm xong vaccine ấy, bắt đầu là đi điều trị. Đây giả sử như con này chẳng hạn, nó sưng khớp này, sưng chân này, thì mình sẽ tiêm cái kháng sinh với lại cái đề xa cộng với lại thuốc bổ nữa để giúp cho đó là con bò đấy nhanh khỏi. Nhiều con nó gặp cái trường hợp nó bị liên tụ cầu đánh vào thì nó gây ra hiện tượng đó là khớp sưng các thứ. Thì bây giờ mình đánh lấy cái pen chép, thứ nhất là cái kháng sinh là pen chép này, thứ hai là cái đề xa metason này, và thứ ba là mình sẽ sử dụng đó là cái thuốc bổ nữa để tăng cái sức đề kháng con bò lên, và tiêm cái liệu trình đâu đó rời tầm khoảng 3 đến 4 ngày. Đó, các bác nhìn thấy khớp nó sưng chưa? Nhìn thấy khớp nó sưng chưa? Đó. Thì các bác cứ lựa, các bác tiêm thôi. Tiêm này nó khá là đơn giản thôi các bác. Tất cả những cái loại thuốc này là tiêm sâu bắp ha. Đấy thì cái liệu trình tiêm vào rồi cái thuốc tiêm nó chỉ đơn giản vậy thôi. Đây bác này, những cái con mà kém này bác phải tách riêng ra. Con này là sốt cao này, các bác nhìn. Chắc chắn là sốt cao luôn, thở mạnh, sốt cao luôn. Bác phải tách riêng ra để chăm sóc riêng, chế độ riêng nha. Cho ăn cỏ cái thứ nó phải ngon nha. Các bác phải đo cái nhiệt độ xem nó bao nhiêu độ. Sáng các bác phải đo rơi tầm khoảng 7 giờ sáng gì đó, chiều khoảng 5 giờ chiều. Các bác đo đi đo lại xem như thế nào. Nếu mà sốt thì bác phải tiêm hạ sốt, rồi thuốc bổ với kháng sinh, và liệu trình đâu đó rơi tầm từ 3-5 ngày. Kể cả buổi chiều cũng vậy. Buổi chiều nếu mà sốt thì các bác vẫn phải tiêm hạ sốt cho mình. Đấy các bác thấy không, trên 41 độ. Đâu đâu quay ngược lại đây. Đó đó đó, 41 độ này. Đó, các bác thấy nó sốt cao, sốt quá cao luôn. Buổi sáng em phải đẩy và đo nhiệt độ luôn, xong bắt đầu tiêm luôn. Xong buổi chiều em phải tiêm kể cả hạ sốt nữa. Con này làm ký sinh trùng máu chưa? Như con này liệu trình là bây giờ nó đang hạ sốt này, rồi đang bị ho này, viêm phổi này. Thì bây giờ là phải tiêm đó là hạ sốt, thuốc bổ với lại kháng sinh. Kháng sinh các bác có thể sử dụng những cái dòng giả sử như là Macrolan, hoặc là giả sử như những cái dòng Macrosacin đó. Thì tiêm là nó sẽ rất là hiệu quả ha. Tiêm rời tầm khoảng 3 đến 5 ngày nha bác, những con này này. Chiều mình sẽ truyền cho những con này nữa. Vâng, chiều mình sẽ truyền cho những con kém này nữa. Những con này hai tạ này các bác phải truyền đến lít rưỡi 2 lít đó. Chứ còn nếu mà truyền ít thì không có tác dụng đâu. Truyền một chai chẳng có sinh nhê gì với con hai tạ ở đâu. Lít rưỡi đến 2 lít. Mà phải lấy đường 10 truyền đó. Đường 10, đường 20 truyền đó. Còn nếu mà giả sử lấy đường 5 truyền thì các bác truyền bao giờ cho đủ như một con này. Đây, có chú ý là các bác cố gắng phải sát trùng xi lanh cẩn thận nha. Mà nhất như con bệnh này phải sử dụng kim tiêm riêng, xi lanh riêng cho nó. Sát trùng xi lanh cẩn thận luôn. Hạ sốt thuốc bổ đều được hết rồi, tiêm luôn. Đó, đối với con này thì mình sẽ tiêm Marbosacin, đánh cái Michael nó đánh sẽ tốt. Kể cả đánh Pasteurina Motosida cũng rất là tốt. Vắt qua cái cổ đó cho anh. Vắt lên trên cổ cho anh. Cái anh mở. Đó. Mở chưa? Có cái kẹp không? Đó. Có kẹp không anh ơi? Trong thùng giấy rồi. Trong thùng giấy hoặc là trên cái khay hôm nay anh cầm ấy.
đi ngủ đi em. Hôm nay hả? Nó có dậy mà. Còn vẫn dậy được nhưng mà phải buộc bụng nó. Thôi các bác cho chạy chậm nhé. Bò kém đừng cho chạy nhanh quá. Sốc chết bò đấy bà. Nhớ các bác. Một con bò này các bác phải truyền đến 1 lít rưỡi đến 2 lít. Còn nếu mà truyền một trái này chẳng có tác dụng với con bò này. Thì sẻ bác đấy. Ok, thế thôi. Đấy, bây giờ lấy ven, lấy viết các thứ chuẩn phết nhé. Yeah. Hả? Cũng thắt một thôi đúng không? Chảy lại nơi to này. Không, không, bình thường quá. Bình thường thôi, nhỏ giọt này bình thường. Chuyển như thế này rơi tầm khoảng 30 phút sau là nó sẽ hạ sốt được tốt lắm. Con này không biết được, chưa chắc uống được nước đâu nha. Đây các bác này, đây, mình sẽ truyền đó là cái điện giải Nattaringer cộng với lại cái đường 10% này các bác này. Đó. Đó, bò sốt rồi bò kém ăn mọi thứ. Tiếp theo là bò hay bị tiêu chảy ấy. Bị tiêu chảy truyền nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Kể cả giả sử bò bị ký sinh trùng đường máu thôi. Nói chung là truyền sẽ rất là tốt. Quan trọng là các bác phải biết truyền ha. Phải biết truyền. Nó bò khỏe thì các bác có thể truyền rơi tầm khoảng 5 phút hết một cái chai 500ml này. Nhưng mà đối với bò này phải mất rơi tầm khoảng 20-30 phút ấy, cho nhỏ giọt thôi. Đừng cho nó chảy to quá, chảy nhiều quá là vào là con bò nó sốc chết đó các bác. Ngoài thị trường thì thường bán cái đường 5 truyền thôi. Cố gắng là các bác truyền những cái dòng đó đường 10 này này thì nó sẽ giúp cho nó là truyền ít nhưng mà nó sẽ làm cho con bò nó thu nhận được nhiều. Đó. Các bác cố gắng là rơi tầm khoảng sáng và chiều. Sáng 7 giờ, chiều khoảng 5 giờ. Nếu con nào bỏ ăn thì phải đo nhiệt độ 2 lần trên ngày cho mình. Nếu mà sốt thì phải tiêm hạ sốt, thậm chí ngày 2 lần tiêm hạ sốt luôn đó, nếu mà sốt cao. Phải chuồng cách ly như thế này để chăm những con bò nó kém. Bao nhiêu độ? Bao nhiêu? Đây các bác này, các bác thấy không? Hơn 41 độ này, thấy không? Con này là từ sáng giờ mình đã biết rồi, nó sốt cao rồi. Gần 42 độ vào chú ơi. Con này là sốt nguy hiểm đến tính mạng rồi đó. Con kia tiêm cho anh à? Đỗ tiêm cho anh con kia luôn. Chân lê kìa. Con kia chiều tách riêng cái sang ô này. Vâng đúng rồi. Cho hết tách, sang một cái không tách, con nào vào đây. Đúng rồi, chuẩn xác. Đầu trên rồi. Nên đầu trên hả? Đầu trên rồi. Đúng rồi. Có cái ô này. Kể cả con này cũng vậy, tách riêng ra. Tách riêng ra. Tách riêng ra đoạn này luôn đi. Cho nên đến đầu trên. Chỉ muốn hai con thôi. Ừ. Còn không cho con kia sang. Cho con này con đấy. Con nào kém rồi tách riêng ra để mình cho ăn nó cũng... cho chế độ ăn riêng. Đúng rồi, cho chế độ ăn riêng, chăm sóc riêng. Từ từ đã, em phải xuống em phải chỉ chứ. Lấy mẫu này sáng sốt gần 42 độ. Đồ vào đây, đồ vào đây em. Rút ra xem. Bao nhiêu? 40 độ này. Cũng bằng con kia 40 độ 5 luôn. Xong rồi, 40 độ 5. Vẫn sốt các bạn.
tiêm hạ sốt mọi thứ vẫn sốt. Rồi đẩy vào đi, đẩy vào đi, đẩy nhẹ thôi. Này vẫn sốt cao quá. Và truyền nó. Kẹp chưa? Truyền rơi tầm khoảng 3-4 chai đi. Cho nhỏ nhỏ tí. Con này nó hơi yếu, con này là sốt cao lắm, hơi yếu. Đó, trong tổng đàn thì bây giờ có dính hai con này đang không ăn, sốt cao. Vậy là phải bổ sung, đó là truyền là một, phải can thiệp truyền là một, thứ hai là tiêm thuốc bổ kháng sinh mọi thứ, rồi tiếp theo là phải bón cháo, bón thức ăn cho nó ăn, tách riêng ra, chăm sóc chế độ riêng thì mới được. Đối với những cái dòng bò mới bắt về thì các bác cố gắng là cho ăn tự do nhá, lúc nào mình phải cho ăn, bởi vì là nhiều con là ăn nó sẽ kém rồi nó không dám vào ăn nữa, thì nhiều con á, sau khi những con bò to ăn no thì những con bò con này bắt đầu mới dám vào ăn này. Vì vậy là mình lúc nào mình để thức ăn ở trong máng cho nó ăn nó sẽ tốt hơn. Đừng có đó là kiểu là cho ăn một lượt xong bắt đầu là thôi không có thức ăn trong cái máng nữa là không được đâu. Những con không ăn mãi mãi nó không ăn được, nó bắt đầu nó sẽ rất là kém luôn các bạn. Các bác nhớ cái vấn đề đó. Hôm nay mình sẽ cho ăn cỏ ăn rơm tự do, xem đó là đến mấy giờ nó hết, để mình biết được căn chỉnh được cái lượng thức ăn trong một ngày như thế nào. Và bây giờ như thế này là nó đang thiếu thức ăn đó, thiếu trầm trọng luôn đó. Thế vì vậy là các bác phải để ý nha, đừng bao giờ nó bóp mồm bóp miệng con bò, nhất là con bò mới vừa bắt về này, nó cần ăn càng nhiều càng tốt, để nó giúp nó tăng cái sức đề kháng con bò lên. Ăn được thì mới sống được các bác. Không ăn được thì làm sao sống được. Đó. Bò này thích ăn rơm thì các bác cố gắng để cho ăn rơm. Cho ăn rơm nhiều nhiều vào. Đây 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 đây. Đó bên này. Đây đây. Cho kéo dịch cỏ vào, cho dịch cỏ vào trong này này. Đó, con nào ăn cỏ nó ăn cỏ, con nào ăn rơm, nhiều con này thích ăn rơm cơ. Không ăn được cỏ thì phải cho rơm mọi thứ cho nó ăn. Xem nó là khoảng 2 giờ chiều. Mình sẽ quay trở lại xem nó là nó ăn hết rơm với cỏ không, để mình còn biết được đó là cái căn chỉnh cái lượng thức ăn như thế nào. Đó, nếu mà tăng một phát nhiều quá thì nó ăn thừa, nó phí. Và giải mỏng mỏng thôi các bác, đừng có cho giải nhiều quá. Giải nhiều quá nó ăn nó thừa, nhất là cái rơm này nó hôi, nó không ăn đâu. Đó, giải dịch ra. Những cái chỗ này là quét gọn lại để cho nó ăn này. Đấy các bác thấy không? Cỏ nó không ăn đâu, nhưng mà rơm nó lại ăn. Bên này là hết cỏ này. Bây giờ mình phải cho ăn rơm vào. Bây giờ hôm nay mình bảo là một con 3,5 cân cỏ thì làm sao đủ được. Thiếu cỏ trầm trọng luôn. Bò rất đẹp đó, bò cực kỳ đẹp luôn đó. Không phải đơn giản đâu, những cái dòng bò này như thế bác ở chuẩn chỉ luôn đó. Nhưng mà cơ bản là mới bắt về là nó chưa ổn định thôi. Nếu mà lỗ ổn định này á, rẻ bác là cái đồng cỏ này vài ngày hết rồi. Ăn kinh khủng lắm. Đây, các bác có thể thấy là vừa ấy chưa bổ sung rất nhiều rơm luôn nha bác. Đấy, bò lan hết sạch luôn rồi. Gần như hết rồi các bác. Vậy là như này là đang thiếu rồi. Thiếu thức ăn rất là nhiều. Các bác cố gắng là
để cho bò ăn đầy đủ. Hôm nay mình sẽ set up lại toàn bộ quy trình dinh dưỡng trại này. Đây là cái cám cho bò này các bác này. Để mình chia sẻ qua về cái dinh dưỡng đối với đàn bò này, mình sẽ set up lại. Riêng cái dàn bò này là non mà, bò mới bắt về mà các bác. Bò rất là nhỏ luôn. Đấy, vì vậy là bây giờ mình cho ăn những dòng cỏ già kia là không được đâu. Nó không ăn đâu, nếu bác có thể thấy là nó không ăn. Thì mình sẽ bảo trại là chuyển sang ngô giờ tầm khoảng 85-90 ngày đó cho nó ăn để đủ cái dinh dưỡng, bởi vì bò nó ăn uống tốt thì nó mới khỏe mạnh được các bác. Đấy vấn đề đầu tiên. Vấn đề thứ hai là đối với thức ăn tinh này thì ba bia đâu đó rơi tầm khoảng 2-3 cân con một ngày. Còn đối với cám thì cho ăn nó là khoảng 2 cân một con một ngày. Mình chia ra. Đó. Thì đối với con bò này làm sao nó ăn được càng nhiều càng tốt các bạn. Đừng có để nó không ăn được, không ổn chút nào đâu. Đó, vừa rồi vào là thấy là nhìn cỏ già quá, cỏ già làm sao nó ăn uống được, làm sao con bò con này nó ăn được các bác. Phải cỏ phải non ngon thì nó mới ăn uống được. Chiều nay thì mình sẽ bảo trại nó là cắt ngô thứ bảy. Bây giờ là cái cỏ già kia để ủ thôi, còn đâu là ngô mình sẽ cắt về cho nó ăn, cộng thêm nó là tăng cá mấy ba bia lên. Đó, thì sẽ giúp cho con bò nó ăn uống tốt hơn thì nó sẽ khỏe mạnh hơn thôi. Thì một tuần nữa mình sẽ quay lại cái trại này và mình sẽ xem đó là con bò nó khỏe mạnh như thế nào rồi. Rồi cái video ngày hôm nay thì cũng khá là dài rồi, mình cũng chỉ chia sẻ mấy cái thông tin như vậy thôi đối với trại này thì các bác có thể tham khảo, và rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các bác. Và các bác đừng quên like video, đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ kênh HLT Channel nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video lần sau.